Việc đặt camera theo dõi đã trở nên phổ biến ở các gia đình. Họ sử dụng chúng để quan sát mọi hoạt động diễn ra trong nhà, đặc biệt hơn là trong phòng của trẻ nhỏ. Một ông bố đã thực hiện lắp camera trong căn phòng ngủ của mình, vừa để tiện quan sát đứa con mới sinh của mình, vừa nhằm mục đích đề phòng nếu có kẻ trộm xâm nhập. Và kết quả thu được thật khiến người ta kinh hồn bạt vía. Mặc dù chưa có tên trộm nào lẻn vào nhà, nhưng người đàn ông này lại được một phen rợn tóc gáy khi phát hiện ra hành động vô cùng đáng sợ này của vợ mình. Hình ảnh ghi lại được từ camera cho thấy, trong căn phòng tối, người vợ của ông nằm trên sàn nhà, hai mắt lóe sáng lên, cơ thể được kéo lê trên mặt đất, như thể có ai đấy cầm hai chân kéo đi. Hành động kỳ quặc này của bà vợ không chỉ khiến ông chồng sợ hãi, mà ngay cả khi đoạn video được chia sẻ lên mạng xã hội, nó cũng đã khiến không ít người sợ gai ốc và rất tò mò liệu có phải bà mẹ này đã bị ma nhập. Theo ông chồng chia sẻ, ông được vợ trả lời sau khi hỏi lý do đằng sau câu chuyện đáng sợ. Hai mắt bà sáng lóe lên trong bóng tối là do hiệu ứng mắt đỏ khi nhìn vào camera. Còn hành động như bị kéo lê trên sàn nhà là do đứa con nhỏ mỗi lần thấy người mẹ ra khỏi phòng sẽ khóc thét lên, nên bà chỉ còn cách phải nằm bệt hẳn dưới sàn nhà để di chuyển, nhằm tránh cho đứa con không nhìn thấy.